xin là Trung, anh là Dũng, founder của tổ chức Mountain Bar Young Monkeys. Thì tụi anh cũng đang tìm kiếm một bạn lập trình iOS Fresher, em có thể giới thiệu trước bản thân. Em tên là Trần Thành Trung, hiện tại em đang là sinh viên năm nhất của theo học ngành nghề khoa máy tính của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Thì em đang cố gắng hoàn thiện những kỹ năng cần thiết để có thể lập trình được ngôn ngữ Swift của các nhất. Okay. Nhìn chung là ở cái profile của em là doanh nghiệp sẽ yêu cầu kỳ vọng rất là cao để em có cái trí tuệ rất là tốt. Ok, bây giờ anh sẽ bắt đầu hỏi những câu hỏi về chuyên môn. Thì tại sao anh lựa chọn iOS là cái lĩnh vực đầu tiên của lập trình? Thứ nhất thì em có nhiều yêu thích khá lớn với Apple nói chung và cái iOS này nói riêng. Thì với lại cái thứ hai nữa là em thấy là cái ngành nghề về lập trình iOS app mobile này nó đang có một tiềm năng khá là lớn trên thị trường Việt Nam, và đồng thời là hiện tại em đang được biết là nó đang cần một nhân sự khá là lớn, cho nên em đang tiếp theo về nghề này để có một công việc tốt thứ nhất, thứ hai là có thể giúp ích được cho cộng đồng công nghệ. Okay. Và cái độ tuyển dụng thì đúng là lập trình iOS nói chung hay mobile là riêng cũng đang là xu thế. Đây cho anh hỏi thêm nhé, là em phải nói cho anh biết cái điểm mạnh cũng như điểm yếu của lập trình iOS. Về điểm mạnh của lập trình iOS thì còn nó mang tính bảo mật khá là cao. Thì về tính bảo mật của iOS thì em thấy là nó có những cái module và thư viện sẽ giúp cho được cái app lưu trữ dữ liệu và có lock những cái dữ liệu đấy. Với ví dụ như keychain hoặc là user default thì nó sẽ có những cái option khác nhau để nó bảo mật được cái dữ liệu và giúp cho người dùng là có thể sử dụng app khá là thuận tiện. Okay. Còn nhược điểm thì em thấy nhược điểm là cái về công cụ khi mà lập trình iOS, thấy ví dụ như là nó sẽ cần là một cái MacBook. Thì MacBook thì ngoài thị trường chi phí nó để mua một cái MacBook thì nó khá là cao, là nhiều người sẽ nếu muốn bắt đầu được lập trình iOS thì nó sẽ khá là khó khăn khi mua cái MacBook cho mình. Còn cái thứ hai là nữa là về cái app, cái gọi công cụ để lập trình iOS thì nó là trên giao diện Xcode. Thì đây là cái công cụ duy nhất mà có thể lập trình iOS, và em thấy là nhiều người sẽ khá là không thích được cái ứng dụng Xcode này, thì nó sẽ khá là tiện khi nào chỉ có một. Có thể nói thêm các cái thuận lợi khác, ưu điểm khác của lập trình iOS. Về ưu điểm khác thì ví dụ như là giao diện chẳng hạn, thì em thấy là về Xcode thì công cụ Xcode thì nó mang lại một giao diện khá là dễ dùng cho developer có thể sử dụng và build app. Nó sẽ cung cấp các ví dụ như các thư viện, các module có thể support cho mình được là mình viết được code nhanh hơn. Thứ hai nữa là mình có thể hiểu được code một cách dễ dàng bằng cái ngôn ngữ Swift nói riêng. Thứ hai nữa là về cái bất các UI và các giao diện UI thì nó cũng khá là dễ dùng khi mà mình chỉ cần kéo vào màn hình và sử dụng cái constraint nó sẽ giúp mình align được tất cả các UI component một cách dễ dàng. Thì em sẽ cải thiện một số cái UI mà em hay dùng trong cái bộ UI kit của iOS. Nếu mà để nói về những cái comment mà em hay dùng thì em hay dùng nhiều nhất là button với lại view. Cái view thì em sẽ đặt khá là trọng tâm vào là việc sử dụng view để có thể tạo cho người dùng một cách cái giao diện khá là dễ nhìn. Thì nó sẽ cái view nó sẽ ngoài ra nó sẽ giúp cho mình có thể chứa được và sắp xếp được tất cả các cái UI view nhỏ, ví dụ như có thể thường gọi là UI text view.
nó sẽ chứa ở trong đấy và nó sắp xếp một cách khá là dễ dàng trong một giao diện iPhone. Okay.